Chiều ngày 23 tháng 1, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an thành phố Quảng Ngãi bắt quả tang bà Đặng Thị Mùa, sinh năm 1964, ở số 26 đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, đang dùng axit và nước lã để sản xuất giấm ăn. Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện bà Mùa cùng chồng đang sử dụng hai can nhựa loại 20 lít, bên trong có chứa axit pha chế với nước lã tạo thành giấm ăn. Tại hiện trường, hơn 100 chai nhựa loại 1 lít rưỡi, bên trong có chứa giấm ăn vừa pha chế, chuẩn bị tung ra thị trường. Cơ sở làm giấm giả này không có giấy phép kinh doanh, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc các loại phụ gia.